Vâng thưa quý vị, câu chuyện bà mẹ 71 tuổi ở Hải Dương tha thiết mong gặp lại người nhận trái tim của con trai mình như là bản tin Chào Buổi Tối đã từng đưa tin trước đó. Cụ thể là Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã chia sẻ trên các trang báo chí rằng phía bệnh viện thì theo luật không có quyền tiết lộ danh tính của người nhận tiền. Vâng, tuy nhiên nhiều ngày qua sự việc có nhiều tranh cãi do mâu thuẫn giữa quy định pháp luật với đạo đức xã hội. Mới đây thì Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng đã chia sẻ về câu chuyện này. Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ, bản thân ông cũng rất tâm tư. Ông khẳng định, ca ghép đa tạng vào ngày 16 tháng 9 năm 2020, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về hiến ghép mô tạng. Vào tháng 1 vừa qua, bệnh viện cũng đã mời mẹ của người hiến tạng tham dự lễ tri ân người hiến tạng và trao tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân. Khi biết thông tin về việc tổ chức tang lễ cho người hiến tạng tại bệnh viện, năm gia đình được nhận tạng tại bệnh viện đã chủ động tới viếng, chia buồn cùng gia đình và tri ân người hiến tạng. Việc làm này hoàn toàn xuất phát từ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc đối với nghĩa cử đầy nhân văn của người hiến và hoàn toàn là sự tự nguyện của các gia đình người nhận tạng. Ông cũng cho biết, việc các gia đình biết và gặp nhau là do tự liên hệ, bệnh viện không kết nối. Đây là điều pháp luật không cấm. Không hiểu vì sao gần đây mẹ của người trao tặng lại muốn gặp lại người nhận trái tim của con mình. Tuy nhiên, theo quy định, bệnh viện không được tiết lộ thông tin người nhận, người hiến. Cũng theo quy định pháp luật, người nhận có quyền không gặp người hiến. Vâng, và cũng chia sẻ thêm về vấn đề này, thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Nguyên Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện 108 thì lo ngại, sau câu chuyện lùm xùm như thế này, thì người thiệt thòi nhất chính là những bệnh nhân đang mòn mỏi để mà chờ đợi ghép tạng. Và cũng theo vị phó sư tiến sĩ thì câu chuyện đã bị đẩy đi quá xa, khiến nhiều người trong xã hội hiểu lầm chuyện hiến tạng, ghép tạng thì có dính líu đến một yếu tố về thương mại, và đây là điều không đúng và rất đáng buồn. Vâng, thưa quý vị, sắp tới thực trạng hiến tạng thì có thể gặp khó khăn trong khi nguồn hiến mô tạng từ người cho chết não lâu nay đã rất ít. Rất nhiều người bệnh đã phải rời bỏ cuộc đời vì thiếu nguồn tạng hiến.